Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa Red Chess tại F8 ờ, Trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục đi uh, sửa lỗi và hoàn thiện phần header cho dự án TikTok Thì chúng ta sẽ làm tiếp những cái đầu việc đang răng dở ở bài trước Đầu việc tiếp theo của chúng ta là xử lý uh, cái thanh cuộn trong menu đa cấp khi mà nó có nhiều nội dung Đây các bạn nhớ lại phần này Đấy khi mà chúng ta chọn ngôn ngữ này Đó thì khi ở trang TikTok gốc này nó có nhiều cái nội dung này Nó sẽ hiện thanh cuộn này đúng không Đó rồi cái header nó tính ở bên trên này Đó thì cái phần này của chúng ta ấy, thì mình nhớ là qua cái bài này là chúng ta xử lý cái phần header này có vẻ chưa được ổn lắm Giờ khả năng nó sẽ gặp nhiều vấn đề đấy, sẽ phải sửa lại đấy Rồi, bây giờ soi của chúng ta này link này, đó nó có ít nội dung này thì bây giờ chúng ta sẽ uh, Mở cái nơi chúng ta cấu hình cái ngôn ngữ này lên Để mà chúng ta thêm nhiều thức nội dung vào các bạn nhé Thì các bạn một là nhớ cái từ khóa thôi, cái này nó có cái từ là từ tiếng Việt thế này, đúng không? Bây giờ các bạn uh, Ctrl F để search trong dự án này, để chuột phải đã được này. Đấy, chọn uh, tìm trong folder này. Cái gõ vào đây cái chữ là tiếng Việt chẳng hạn, đúng không? Đây, tiếng Việt này. Đó đấy là một cách để các bạn tìm lại cái chỗ đó. Đây, thì nó có hai ngôn ngữ thôi, các bạn cứ copy tạm ra, nhân nó lên, nó trùng cũng được, mục đích là để cho nó dài thôi, được ạ? Đó, đây lại copy lại cả tất cả khối này. Đấy, rồi lại copy rồi lại enter paste này, enter paste này, quá dài luôn, rồi mình lưu lại này. Xong rồi này f5 lại cả đây bấm vào cái link này đấy các bạn này chưa nó hiện thành cuộn này đó có một vài vấn đề luôn đầu tiên là cái header của chúng ta nó bị bay lên kìa đó mà header của thằng tiktok này là nó nó fix đúng không đấy nó fix như này rồi chúng ta giải quyết từng cái một nhá đi xử lý thằng header này soi vào thằng header cho mình click vào đây thằng header ở đây default layout này header wrapper này đây thì thằng header này đúng không thì các bạn uh, cho cái phần một fix đi đấy Jason bằng fix. Rồi, khi fix một cái là bắt đầu cái thằng container này nó leo lên trên. Đấy các bạn thấy không? Cái phần home này này, đây nhìn này. họ nó leo lên luôn bởi vì fix là nó làm cho cái content nó nổi lên mà. Thế thì bây giờ sẽ đi đẩy vào thằng default container này bằng một cái khoảng bằng với cái độ cao của thằng header đúng không? Thì giờ chúng ta sẽ xem nào, nó đang rơi vào 60 pixel thì bây giờ các bạn sẽ thêm vào đây. Đấy, đi phương container này là có cái margin top 60 pixel đấy thì content nó lại dụng xuống rồi nha đấy homepage lại dụng xuống rồi giờ giải quyết tiếp thằng này đấy làm sao để mà nó khi hiện dài ra như này đấy cuộn xuống là nó không bị bay lên đúng không thế thì mình nghĩ chỉ cần thêm một cái uh, thủ tính nữa cho chắc thôi top là bằng không đúng không bên trái là bằng không nữa thôi đấy chỉ cần như vậy thôi rồi có thằng này đi vào file header class wrapper thì bê vào đây ctrl p gõ là header chấm module đấy class wrapper đây đúng không bây giờ các bạn thêm vào đây đó được chưa rồi tiếp theo là sang cái class tôi gọi là cái class gì nhỉ default layout container này đó thêm cái margin top bằng 60 này vào đó thì bây giờ search là default layout chấm module đúng không ctrl p default đấy nó ra luôn này enter đó thì chúng ta thêm cái uh, margin top vào đây ở 60 Nhưng 60 này nó hơi cứng các bạn Xem bên này nó cấu hình như nào Đây bên này là cấu hình từ biến thế này Đó à, Đây là giá trị mặc định Nhưng chúng ta vẫn có cái biến này Có cái biến này rồi Cấu hình là 60 rồi thì nên là chúng ta không cần cái giá trị mặc định nó bỏ đi Đó Ok Rồi bây giờ các bạn copy cái này Các bạn thay vào đây cái Tên biến nó hơi dài này Thì đến bài tối ưu Mình sẽ hướng dẫn các bạn tối ưu lại một thể nhá Giờ chúng ta cứ xài tiếp đã Lưu lại rồi ok, thì nó vẫn work được chưa? Giao diện lại trông có vẻ không có vấn đề gì rồi. Giờ mình sẽ đi vào cái homepage này. Đấy, để mà mình uh, tăng cái chiều cao lên để cho nó hiện thanh cuộn nhá. Tắt những cái file thừa đi. Homepage thì mình nhớ rồi, nó nằm ở src page thôi. Đấy, page đây. Home đây. Đó. Đây đúng không? Thì mình tạm CS inline vào đây một tí. Ví dụ như là style uh, cho cái chiều cao là bằng 2000 luôn, 2000 pixel luôn lưu lại cả. Thì nó sẽ hiện thanh cuộn đấy. Nó cao nó sẽ hiện thanh cuộn đấy. Thì các bạn thấy này, nó có một cái vấn đề này Đấy. đó sao nó lại nhìn thấy như này thì khả năng là do cái header của chúng ta nó thiếu cái background nó đang là một trong suốt thì đây là các bạn chủ động cho cái thằng header của chúng ta này component này layout này Đấy. hoặc các bạn search đi ctrl p này đó header chấm module đây thêm một cái background ở đây đó. background color bằng dạng va trừ trừ y đó các bạn lưu lại cái này. Rồi, kéo lên này, đấy không bị nữa. Đó. Thực ra cái header này nó cũng sẽ cần phải nằm bên trên tương đối nhiều thẳng ở trong nội dung sau này. Thế nên là tạm thời các bạn có thể thêm cái z index vào đây chỗ này Z index bằng 10 chẳng hạn đó. Thì uh, sau này các bạn uh, những cái gì nằm ở trong phần nội dung ấy, tức là phần nội dung ở dưới này thì các bạn sẽ set index cho nó trong khoảng từ uh, 1 đến 9 thôi để làm sao mà nó nằm dưới cái header. Còn với những cái giao diện kiểu bật lên như kiểu dialog đồ, các thứ thì các bạn để nó lớn hơn 10 thì lúc đấy là nó sẽ phủ cái lên toàn trang. Đấy ví dụ như vậy, được chưa? Chỗ này mình sắp xếp lại thuộc tính một chút nhá. Đầu tiên là để position cho nó dễ nhìn này. Tiếp theo là những cái thuộc tính liên quan đến display. Đấy, display đây. Chúng ta sắp xếp như vậy thì sau này chúng ta sẽ dễ nhìn hơn đi các bạn, tìm kiếm nó cũng dễ hơn, nó thành thói quen thôi. Uh, position này. Đấy, sau đó là đến phần display này. Sau đó là đến phần liên quan đến box model, đấy như kiểu width, padding, margin, border đấy thì ở đây rồi ok, đó. ok rồi em làm loại cá xem nào cuộn nào đó có vẻ ổn rồi đấy các bạn rồi nhá thì xem nào chúng ta đang làm cái gì nhỉ à, xử lý thanh cuộn trong menu đa cấp đấy bây giờ quay lại cái thanh cuộn trong menu đa cấp nào bấm vào đây bấm vào link này cuộn này à, nó lại cuộn cả bên ngoài mà nó lại không cuộn cái bên trong này đấy thì bây giờ phải xử lý từng cái một nhá Uh, đầu tiên ý, thì mình thấy là chúng ta phải cho cái menu này nó, nó 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 luôn hiện đã để di ra ngoài nó không bị ẩn đi để chúng ta dễ đi bắt tắt tạm những cái này đi rất là gì các p này menu js này à, menu menu module này cũng được đấy nó sẽ ở bên cạnh cái file này mà đây thì cái menu của chúng ta đây đó nó sẽ nằm ở file index này đúng không đây phần tp đây thì các bạn thêm giúp mình vào cái là uh, visible đúng không visible bằng true đấy để nó luôn hiện đã phân tích lại cấu trúc để mà chúng ta đưa ra quyết định cho nó hợp lý nhé bấm vào English này đấy đây là cái cách làm mà chúng ta sẽ cần phải học khi mà chúng ta làm thực tế đó là chúng ta chỉ một thời gian thôi đây này các bạn xem này một thời gian thôi nhá bấm này đấy mới có 3 tuần thôi mình không sờ vào là mình cũng đã quên rồi đấy khả năng các bạn cũng sẽ quên rồi quên mất cái phần này chúng ta làm như nào đấy nên là chúng ta chỉ cần đi phân tích thôi đấy Expect nó ra quan sát cấu trúc của nó là xem chúng ta đã từng làm thế nào chúng ta hiểu mà đây chúng ta đã từng có một cái proper wrapper Nó làm cái thẻ tra chứa tất cả này Khi mà từ menu cấp 2 trở đi là nó sẽ hiện cái phần header này Cấp 1 là không hiện đúng không? Như cái back lại này là không hiện này Đó ẩn header nhưng vào cấp 2 này Đấy là nó hiện header ra Nhưng chúng ta có một cái vấn đề là chúng ta đang để cái header này này Nó lại đứng ngang cấp với tất cả những cái item này Đó thế nên đây chính là vấn đề Đến lúc nó hiện thanh cuộn ấy thì các bạn lại phải cho thanh cuộn vào cái wrapper này cơ nếu mà như vậy nó sẽ xảy ra cái vấn đề là nó cuộn bay cả cái header luôn và xử lý lúc đấy nó sẽ bị phức tạp lên đấy thế nên là bây giờ mình tính như này nhé chúng ta để thằng header ở đây đấy, vẫn để ở đây nhưng chúng ta sẽ gom tất cả những thằng item này vào trong một cái thẻ deep nữa rồi chúng ta cho cái thẻ deep để nó cuộn đấy là trong tình huống là không có cái header thì nó cũng không sao mà đến khi có cái header ấy thì cái header nó sẽ đứng không bị ngang cấp với những cái thằng này đấy thì tạm thời chúng ta sửa lại như vậy nhá và chúng ta cũng giảm được cái độ phức tạp của cái header đi thế này các bạn nhớ này cái header này ngày trước là chúng ta sẽ phải thêm cái in âm này. À không, cái in âm này khả năng vẫn cần phải có các bạn ạ, bởi vì là nó loại bỏ cái padding này, loại bỏ cái padding của thằng cha này. Đấy để nó đè lên được cái padding. Thế thì đại loại là nó sẽ giúp có một cái list khác ở đây để nó giảm độ phức tạp khi chúng ta làm các bạn nhá. Rồi, thế thì đây các bạn nhìn này, cái render item này này. Đấy, nó chính là cái hàm render ra những cái lựa chọn ở bên trong cái menu cấp 1 cấp 2 đúng không? Đây. Thế nên là giờ chúng ta muốn gói cái thằng này lại. Đấy, bôi đen này rồi bấm uh, an V kép này. À mình quên mất chưa cài cái extension đấy mới cài lại máy xong. Nó gọi là uh, HTML tag wrap đúng không? Đây, install thằng này đi. Đó thì nó giúp chúng ta nhanh hơn khi mà chúng ta thêm một cái thẻ đấy. Đây thì bây giờ mình chỉ cần bôi đen thằng này thôi. Đấy, bấm uh, alt cộng với kép đó rồi bây giờ mình sửa thằng này thành uh, div thôi đó class name bằng gì cx ờ, thằng này đặt tên nó là menu menu gọi là screwable đi hay là con là screwable là có thể cuộn đấy cũng được các bạn đặt này cũng được nhá hoặc là đặt nó là body cũng được đó, body là phần thân cũng được đó. đó nó không trùng là được rồi nhá thì bây giờ ấy mình sẽ uh, đi vào cái file menu module độ này, này xem là nó đang đứng cạnh cái class nào nào nó đứng ở đằng sau thằng menu menu popper đúng không rồi thì menu pop ở đây Đấy, nó Đứng sau nên chúng ta biết được vào ngay đằng sau thôi Đó Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cái thằng này cuộn được đúng không Thì sẽ là overflow y bằng auto Đấy khi nội dung nó lớn ra thì nó sẽ cuộn được đúng không Rồi cứ tạm thế đã Đến đâu hay đấy cứ làm từng tí một là Nó vẫn chưa cuộn được đâu Rồi son nào Đây là cái body của chúng ta này Đó những cái hai của nó đang, đang 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 để tự do đấy để cuộn được thì cái chiều cao nó phải phải cố định lại thì bây giờ bấm vào wrapper nào Đấy, cái thằng wrapper của chúng ta thì đang có cái mark hai rồi đấy này, có chiều cao tối đa rồi này các bạn chỉ vào, đấy chiều cao tối đa nó chỉ đến đây thôi, các bạn nhìn cái phần nó highlight lên ấy là chỉ đến đoạn này thôi này, này, đấy thấy không? đoạn này thôi này, Thế thì bây giờ để thằng này nó ngắn lại thì sẽ là gì? À, để mình xem nào, để thử nghiệm nhá, thằng wrapper này uh, đang không có cái display đúng không? nó sẽ có nhiều cách để làm được, chúng ta cứ thử vài cách xem nào, display bằng flex không nào, đó, nó cho nó dọc ra thì sẽ là flex uh, direction là bằng column đó là nó dọc lại như cũ nha Rồi đấy các bạn thấy không nó hiện thành cuộn rồi này đấy, Khi có display flex ấy, thì lúc đấy là cái uh, cái content của nó sẽ bị giới hạn lại Các bạn nhá sẽ bị giới hạn lại trong thằng cha Và nhất là khi các bạn để thành cuộn này uh, Rồi xem nào Cái thằng header này đang bị co này đấy, Nó đang bị co nhỏ lại bởi do flex ấy do cái body này nó bị nhiều content quá nên nó cố nó cố chen để chiếm lấy nội dung nên nó nó nó, nó co cái thằng này lại thì cái lý do bị co là do cái thuộc tính flex string Đấy, thì bây giờ mình để thằng header này flex swing bằng không, flex swing bằng không, đó là thằng header nó lại to ra đây, nó sẽ không bị co nữa các bạn nhá. rồi và thằng này thì nó vẫn quốc bình thường. đó thì bây giờ nào ở trong cái header này thì thêm flex swing bằng không này, đây các bạn nhìn nhá, menu class header nhá, class header sẽ nằm đầu đỏ đây, flex swing bằng không, đó à, bắt đầu quay sang bên này. Uh, chúng ta vừa thêm vào cái body này là overflow Y bằng không rồi này thêm vào cái proper wrapper này thêm hai cái này display và display flex column đó thì bây giờ là thêm cái thằng uh, wrapper uh, menu uh, proper wrapper nó soi lại em nào nằm ở đâu đây proper wrapper à thế thì nó không nằm ở đây các bạn ạ thế thì bây giờ cắt chuột p này proper đấy enter cái wrapper đây nó nằm ở đây cơ đó các bạn lưu lại rồi Em làm lại trang xem nào Nó work chưa Đính link, link này Đó hiện thành quận rồi đây các bạn Thấy chưa Ok rồi đấy nhở Thế thì xem cấp 1 nó gặp vấn đề gì không đấy, Back với cấp 1 này đấy, Back với cấp 1 cũng không gặp vấn đề gì Bởi vì là uh, Nó header nó ẩn đi thì nó không sao hết Đúng không Bấm vào đây cả Rồi Xem nào mọi thứ ok không Header nào Ok đấy các bạn ạ Cũng work khá là ổn đấy Rồi Bây giờ đi giải quyết cái thanh cuộn này nó thành overlay nữa Đấy, thành cái cái kiểu style giống thằng này này Đấy, cái kiểu này này là kiểu overlay đấy Chúng ta dùng CSS là được các bạn nhé đấy, dùng CSS là được thôi Thì các bạn ý luôn là ở thanh, thanh thanh cuộn bên ngoài này Đấy, cái body này các bạn thấy không? Đấy, thanh cuộn ở bên này, nhìn tinh mắt nào Đấy Đấy, nó cũng là dạng overlay đấy các bạn nhé Đấy, mà ở TikTok, ở size 3 này nó cũng có cái cuộn dạng overlay này Các bạn thấy không? Đây là rất là mảnh mảnh cái này, đó Đấy nhưng ở thằng này nhé các bạn ngừng cuộn nhé bạn di chuột ra ngoài này đấy là nó ẩn đi đó thì cái thằng này các bạn để ý nhé nó mảnh hơn cả thanh cuộn ở bên này thế này đấy thanh cuộn bên này là nó như này đúng không đó thằng này nhá thằng cuộn ở đây nhá các bạn nhìn kỹ thằng này nhá nó sẽ bằng với thằng ở body đấy nó bằng với thằng này này đấy còn cái cuộn đây nó lại mảnh hơn thì theo quan sát của mình nhá thì cái cuộn này là dùng css đấy, cái cuộn này là dùng css này bởi vì khi mình uh, di chuột ấy, thì mình không thấy nó bị ẩn đi thì chúng ta hoàn toàn có thể làm bằng css được nhưng cái thằng này này di vào đây nha nhưng bỏ ra này nó lại ẩn đi này đấy thì mấy cả cái thằng này ý, thì cảm giác cái performance của nó nó, nó giật giật hơn tí nó không được ngon như cái cuộn mặc CSS này đấy thì thằng này nó có ưu nhiều điểm khác nhau nếu mà các bạn làm bằng CSS thì cái trình duyệt nào nó mà không hỗ trợ cái thủ tướng CSS này thì các bạn sẽ không làm được thành cuộn như kiểu các bạn chạy trên Firefox ấy là nó sẽ không được cái cuộn overlay này đâu nhưng cái cuộn này này cái cuộn này là cuộn làm bằng JavaScript này đây khả năng nó chỉ là cái thẻ deep thôi nó CSS thôi nó, nó khi nó bắt sự kiện cuộn là nó chạy lên chạy xuống để cho nó giống thôi thì thằng này thì ưu điểm của nó là có thể là nó lại work được trên nhiều trình duyệt hỗ trợ cho skip đó thì giờ chúng ta cứ đi làm cái bằng CSS đã được chưa thì các bạn soi thằng tiktok ra ngay ấy mà đầu tiên nhá mình mình ví dụ các bạn này đấy mình cứ để này mình ví dụ các bạn nhá giờ ấy chúng ta uh, đầu tiên ấy để là để cái thanh cuộn nó nổi lên được nhá thì bây giờ các bạn cần phải biết thêm một thuộc tính như này giả sử đây này mình bấm vào cái cuộn này nhá đây nó đang overflow y bằng auto đúng không đây các bạn nhìn này đó thì bây giờ ấy mình sẽ để thanh cuộn không để nó auto nữa đấy mình để nó là à mà bạn nào dùng máy mac ấy macbook ấy là không bị này đâu nhá đây là các bạn đa phần dùng windows các bạn sẽ biết cái thanh cuộn to này đúng không đấy giờ các bạn đổi thành overlay overlay đấy overlay này nó sẽ khác nha các bạn nhìn này đấy bây giờ để mình cố tình để thêm một cái vào đây nữa là overflow y bằng uh, bằng auto đi đó Đấy, thì bây giờ nhá, mình bỏ cái auto đi các bạn sẽ thấy nó trở thành overlay. À chỗ này các bạn không nhìn rõ được nhỉ, thế để ra body đi, để hẳn nó thẻ body cho các bạn dễ nhìn nhá. Đây thẻ body nó là cái cuộn to bên ngoài, nó chính là cái cuộn này này. Đấy, nó là cuộn này nhá. Thì bây giờ mình sẽ để nó thẻ body. Đấy bây giờ mình sẽ thêm vào đây là overflow bằng uh, auto đã. À, overflow y e đi, nó cụ thể ra. Đấy mặc định thì nó đã bằng auto rồi đúng không? Đấy. Thì bây giờ overflow y e là bằng overlay nữa đi đấy các bạn thấy nó khác biệt chưa nhìn nhá mình bỏ cái overlay đi này đó nó sẽ đẩy ra kìa các bạn thấy không nếu mà nhá mình bỏ overflow e id thì đây là overflow bằng tự động thì lúc đấy cái thanh cuộn này nó sẽ chiếm vị trí đấy, chiếm vào trong cái body thế nên nó đẩy cái content dịch sang trái đấy, bằng chính cái chiều ngang của nó luôn nhưng nếu mà bằng overlay overlay có nghĩa là nổi lên ấy, Thế nên là gì content của các bạn nó bị dịch sang phải bởi vì là lúc đấy cái thanh cuộn này nó nổi lên cao nên nó không chiếm vị trí bên dưới nữa, đấy, nên nó gây ra hiện tượng này. được chưa? đó thì bây giờ các bạn phải uh, biết cái thủ tính này đã, thì bây giờ các bạn đi css đúng không? rồi mở cái file là global style lên, đấy, đấy chúng ta có thể body ở đây mà, đó thì bây giờ thêm cái gì? Uh, overflow, uh, overflow y là bằng uh, overlay đã, đó là các bạn sẽ giải quyết được cái này đã, mặc định như thế nhá. rồi Giờ để lấy cái thuộc tính mà trong nó nhỏ nhỏ lại ấy thì các bạn đi copy của thằng 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 TikTok ấy hoặc là các bạn search kiểu như này này là uh, CSS đấy, overflow à nhầm uh, screw bar đấy screw bar đấy. Thì các bạn click vào một vài cái trang hay là các bạn sẽ thấy nó có cái cốt mẫu mà. Đây này, cái đoạn này này. Thì uh, nếu mà các bạn lấy cái cốt này thì các bạn lại phải tự đi sửa màu sắc với cả kích thước các thứ để cho nó ra giống TikTok thì nó mất công á Đi copy luôn của TikTok được chưa ạ? Đấy. Rồi Spectrum Tiktok này ra này Dí vào thẻ body ấy, Đấy, Các bạn làm các bạn có kinh nghiệm Các bạn sẽ biết cái overlay này nó sẽ nằm vào thẻ body Đấy, Nó cuộn cả phần thân trang Rồi các bạn kéo xuống đây Các bạn sẽ nhìn thấy này Đấy nó dùng là overlay đây Các bạn thấy chưa Cho thẻ body đây Rồi cuộn xuống nữa đi Đến cái đoạn uh, pseudo class thế Đây này Pseudo class này Đó thì bây giờ quan sát kỹ nha Nhìn thấy cái chữ screw bar mà phát là dừng lại Đây Screw bar đây thấy chưa Nhấn chuột ở đây một cái Đấy, Đấy này. Nhấn vào đây Nhấn giữ ở đây xong là kéo xuống Đấy, cóp copy hết. Copy hết cái đoạn này. Đó các bạn thấy chưa? Copy hết cái đoạn có chữ screw bar này, Ctrl C copy. Rồi. Đi vào cái CSS của chúng ta, đây chỗ này đúng không? Các bạn nốt vào đây là gì? Screw bar CSS. Đấy, enter xuống cái dán cái kia vào. Ờ, đoạn này trình bày nó đang bị hơi bị díu để các bạn copy được cái điểm chung này này. Đấy, cái điểm chung này này. Đấy, Ctrl D mấy lần, đấy select hết mấy cái điểm chung này rồi dùng cái con trỏ mũi tên bàn phím thôi trái phải các thứ lên xuống các thứ chỉnh cho nó nằm ở sau cái này này rồi enter cái đó để nó cách ra rồi trình bày nó đẹp giống như của chúng ta rồi các bạn lưu lại cái rồi bây giờ quay sang này đó các bạn thấy chưa rồi soi xem nó giống tiktok rồi nha đấy, phóng hẳn to ra này cho nó xem nó giống tiktok rồi nha đấy à, để này các bạn hay khó nhìn nhỉ thế thì để, 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 để mình mở lại cái spec đấy cho nó lui vào giữa màn hình các bạn dễ nhìn đấy đấy thấy chưa để dùng hệt nhau rồi này đấy, các bạn thấy chưa Đấy, chúng ta cóp CSS vào màn hình giống hệt nha Rồi Thì đấy là giải quyết được cái thanh cuộn rồi đấy Như các bạn đi cái CSS của nó này Nó CSS là gì đây Từ thẻ HTML nó đi vào sao Sao có nghĩa là tất cả các thẻ Thì có nghĩa là bây giờ bất cứ cái thẻ nào mà nó có thể cuộn được ấy, Thì nó đều bị ăn những cái CSS này Thế nên là nó ăn luôn cả vào cái này của chúng ta này Đấy các bạn thấy chưa Đó nó ăn luôn vào đây ấy thì tự nhiên lại được hưởng đúng không? Đấy rồi bây giờ soi xem là cái cuộn này giống của thằng bên này chưa? Đấy cũng giống phết đấy các bạn ơi. Đấy giống phết đấy. Nhưng này các bạn nhìn nhá. Nhìn cái đoạn này này. Các bạn thấy không? Cái giới hạn của cái lựa chọn này nó có một khoảng trắng ở bên này này. Đấy thấy không? Đấy nó có một cái khoảng trắng giữa cái thanh ba này. Thì chứng tỏ thanh ba này nó chỉ là auto thôi chứ nó không phải là overlay. Cái cái độ cái, 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 chế độ cuộn của nó đấy các bạn nhá. Đấy thì bây giờ nó sẽ giống của chúng ta cho xem. Đấy đây này, các bạn thấy không? cái màu của chúng ta đấy nó hở ra một cái thanh cuộn này đó nó hở ra này thấy chưa thì giả sử tùy các bạn thôi các bạn thích cho nó overlay thì các bạn cho overlay lên thì tức là bây giờ các bạn vào cái này này cái cái popper ấy uh, popper thôi nhỉ à, cái menu này này menu đây đây cái đoạn menu body chúng ta vừa thêm phim ở đây các bạn thích nó thành overlay thì các bạn cho nó vào thành overlay đấy overlay đó lưu lại thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây này đấy thấy không cái phần này nó tràn ra này rồi thanh cuộn nó đè lên này đó các bạn nhá nhưng theo mình thì ở đoạn này thì cũng cũng không nên nhá đoạn này thì giả sử cái tách này nó dài ra ấy, thì có thể nhỡ đâu là nó lại bị dính cái thanh cuộn quá trông nó cũng xấu nhá nên là chúng ta không cần cho vào body thì cho như vậy là ok được đó mình giới thiệu cho các bạn biết cách dùng này thôi bởi vì thấy một số anh em không biết cái thực thực tính những overlay này đâu được chưa rồi ok đó xem nào cũng work ổn đấy các bạn Thế thì thế này xong là chúng ta đi trả lại dữ liệu như cũ thôi à, trong cái menu này đấy, bỏ cái visible này đi đúng không rồi tắt bớt file đi còn cái đoạn gì nhỉ có cái đoạn mà chúng ta cấu hình là tiếng việt gì đấy các bạn đấy nó nằm ở trong cái file header này đấy đây này đấy, xóa hết đi trả lại hai ngôn ngữ thôi thế sau này chúng ta làm đa ngôn ngữ thì tính sau đúng không đấy, lưu lại cái m 5 này đó English này đó lại quốc bình thường rồi mà các bạn lưu ý nhé, kể cả cái cấu hình đa ngôn ngữ này mình cũng chỉ là để tạm vào để chúng ta làm giao diện thôi ấy. Chứ còn sau này làm một đa ngôn ngữ thật ấy, thì cũng phải nghĩ cách để cấu trúc cho nó đàng hoàng Tức là tách những cái này ra bên ngoài chứ không phải để luôn ở đây đâu nhá Ok Đấy, phương pháp làm là cứ làm trước đã rồi chúng ta tối ưu sau chứ còn cứ lúc đầu mất thời gian ngồi tối ưu tối ưu ấy thì các bạn sẽ làm việc nó không hiệu quả đâu được chưa rồi à, cái này là thế là gì là ok đúng không Thêm style overlay cho thành cuộn body. Ô, oh, làm nhanh thế. Đấy. <laughs> ok. Rồi, sửa title trang và update lại cái icon đúng không? Thì cái title trang đây chúng ta làm sửa nó thành là tiktok gành ngang, uh, make your day như này được chưa? Đó, bây giờ đi vào đây, tắt bớt này đi. Nó sẽ nằm ở cái file index ấy, p này index .html đấy. Rồi ở đây thì nó sẽ có cái uh, title. Đây. Uh, tiktok đấy uh, make your day đó lưu lại cái đấy trông nó xịn hơn hẳn này đỡ kiểu react app vô nghĩa quá đúng không rồi uh, bây giờ chúng ta sẽ lấy luôn cái logo này Đấy, soi xem là logo này nó để ở đâu thì các bạn chuột phải này chọn uh, view pet shot này Đấy. cứ view nó ra rồi bấm cái nút like wrap này cho nó rụng xuống cho nó dễ nhìn sau đấy là các bạn có thể căn uh, Ctrl F để search search cái chữ là pha far icon như này này. Ô, không thấy à? à? Nếu mà không thấy thì đi soi thôi. À, mặc định trình duyệt là cũng có thể là tự tải cái icon nếu mà các bạn đặt nó ở cái thư mục gốc nhá, đặt tên là File icon ấy thì nó sẽ tự tải. Đấy, nhưng nếu mà người ta đưa nó vào ấy, người ta đưa nó vào thì các bạn sẽ biết cách lấy. Đây, bấm vào đây nhá, Ctrl F vào đây này, tìm vào trong này này. Ctrl F tìm vào đây đi. File icon này. Ô, không thấy luôn. Thì khả năng nó để là file mặc định thì nó có khá nhiều cách để lấy. Các bạn biết nó là ảnh rồi thì các bạn có thể bấm sang network này đấy bấm vào cái tab img để lọc riêng ảnh này rồi các bạn bấm chuột phải đây này Nếu nó mới hiện ra ba cái như này các bạn chọn hẳn cái cuối cùng này luôn này để cho nó reset refresh lại nó xóa cách rồi nó refresh lại còn không thì các bạn không hiện ra cái này thì các bạn cứ bấm thẳng vào cho nó reload lại thôi rồi nhìn kỹ cái ảnh ấy đấy nó tải về rất là nhiều ảnh này đó thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy cái icon ở đây à, à ok thì chúng ta thử lọc xem ở đây nào media này Media thì nó sẽ là âm thanh hình ảnh rồi uh, Manifest này Đấy, khả năng trong file Manifest này nó sẽ có Đấy, cứ lấy đại cái icon thôi gì đây em nào ở uh, đây icon tròn rồi thằng kia nó là icon hơi bo góc một tí đây là icon tròn nó dành cho mobile à Cuộn xuống xem dưới này em nào uh, xem nào xem nào thử cái này em nào ờ uh, cái này vẫn tròn thế thì bây giờ nhé các bạn dò cái này cái gì thì nó ra này đây gõ vào cái đường dẫn của nó này và icon .e chấm này này enter cái đấy thì đây là thằng tiktok nó để cho tự động tải các bạn nhá thì các bạn cũng phải thể bắt trước đấy các bạn không nhất thiết là phải link nó vào đâu các bạn tải cái file này về căn s này các bạn tải về đúng cái đúng cái thư mục dự án của các bạn ấy đây có space này react js này tiktok ui này đặt luôn ở cái thư mục gốc này với cái tên là file icon .e này icon này là chỉ duyên nó tự tải các bạn nhé đó, cái này mình cũng đoán là một số anh em không biết để tiện mình hướng dẫn các bạn luôn đấy rồi quay sang đây em nằm cái à, xin lỗi các bạn để thư mục gốc là mình nhầm ấy phải để thư mục gốc của web server cơ thì nó phải là cái thư mục public này cơ đấy. Đấy. tức là thư mục gốc của cái máy chủ web máy chủ web nó đang chọc vào file index ở public thì nên là đây nó coi là cái thư mục gốc của máy chủ web này còn bên này nó chỉ là cái short code của chúng ta thôi Đấy, bây giờ các bạn nhấn giữ vào đây là move nó lên thư mục public này nhả ra chọn move uh, nó bảo là có rồi ziplet không thì ziplet luôn đè luôn cái cũ đấy xem nào đấy đè lên cái cũ rồi nhau refresh lại phát nào rồi ok quay sang đây nào em làm cái đấy các bạn thấy chưa đổi được rồi nhá đấy thì ok đi tiếp cái khác nào fix cái warning của thư viện tp à ok đây, cái này mình cũng phải mò đấy, xem nào. Uh, expect ra này, nhìn cái nét cái console này. Khi nó hiện cái TP ở cái menu này không sao, đấy thì chúng ta dùng ở đây nó không gây warning gì hết. Nhưng cái TP ở đây này thì nó gây warning này. Mình thử gõ ở đây nhá, nó hoa này. Đó, đây này, nó warning nó đọc các bạn đọc chữ thôi, nguyên tắc là cứ gặp lỗi gặp warning thì đọc chữ là ra vấn đề ngay. Nó bảo là cái uh, một cái element của TP dưới dạng là interactive, tức là có thể tương tác được ấy thì không thể uh, truy cập vào cái phím uh, Navi navigation keyboard đấy, bởi vì các thứ đây nói chung là nó bảo các bạn một cái giải pháp này nó bảo là các bạn uh, uh, append to vào document body để im cái running này đấy thì bây giờ nha mình nghĩ là cái vấn đề nó sẽ bị như này thế nào mình cuộn thế nào à, cuộn nó không có vấn đề gì đại loại là nó bảo là như này các bạn nhìn nhá khi mà chúng ta hiện ra cái tip này này soi vào đây nhá đấy thì các bạn nhìn cái nội dung của tp này nó đang hiện ở đâu đây cái tp đây nó đang hiện ngay ở cạnh header này các bạn thấy không cái element nó được, được tự thêm vào cái header các bạn nhìn kỹ cái chỗ này nhá data tp root này bây giờ mình ra ngoài đây mình 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 click ra ngoài một cái nhá mình focus này mình click ra ngoài một cái để cho nó ẩn đi nhá các bạn sẽ thấy nó mất luôn cái ở bên này các bạn nhìn nhá đó nó mất luôn đây này thấy không đấy, nhưng bây giờ nhá mình focus vào nhá các bạn nhìn ở bên bên phải màn hình đây nó lại hiện lên này đó thì có nghĩa là gì cái dữ liệu à cái element của thằng TP ấy, nó đang được đổ thẳng vào cái vị trí tại cái thể tra mà nó đang đứng đấy nên là nó nằm luôn ở trong cái thằng html này và nó bảo là nếu mà bây giờ đây là một cái đây là một cái uh, uh, tippy có thể tương tác thì nếu mà bây giờ nó nằm ở trong nó nằm ở trong cái vị trí hiện tại này này thì nó sẽ không quốc được những cái sự kiện bàn phím đấy keyboard navigation chuyển hướng các thứ gì đây này đó Đấy, lý do là bởi vì nếu mà bây giờ nhá nó nằm ở đây ý, thì những cái sự kiện của nó sẽ bị dính những cái sự kiện nổi bọt nên là nó có thể ảnh hưởng tới những cái element cha. để tránh cái mức này nên là TP ấy nó bảo là các bạn trong những tình huống như này mà muốn hiển thị à, sử dụng được cái keyboard gì đây của nó ý, hoặc là để fix cái warning này thì các bạn có thể là append nó vào body đấy append muốn thêm vào tức là đừng thêm vào ngay chỗ này nữa thêm vào body thì có nghĩa là nó sẽ phải nằm ở đây đóng root lại nó sẽ phải nằm sau thằng root này này đấy nó sẽ phải nằm ở, ở sau thằng root này này các bạn nhá được chưa thì bây giờ ấy, các bạn đọc cái này này thì các bạn sẽ hiểu Đấy, thì mình đang hướng dẫn các bạn để làm sao giải quyết được vấn đề ấy Khi đọc được cái chữ append to document body này Thì các bạn đoán, một là đoán Thì mình đoán là nó có cái prop là append to này luôn Đó, thế nên là mình sẽ đi sang cái Own prop của nó này, mình Ctrl F, mình search Đấy, append to đây, các bạn thấy không Đó, rồi search đi vài cái để tìm đến Cái đoạn dùng của nó đây, click vào đây cái Rồi Mặc định này Mặc định là nó append to body à, Đó, là default này nhưng ở đây là đây là cái thư viện TP bình thường các bạn nhá cái doc này các bạn nhìn cái cấu hình này đây không phải là cái, thi, cái, cách dùng TP của React đâu cái thư viện TP của React là nó 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 dùng lại cái thư viện TP bằng cốt thuần này đấy nó viết lại đấy thì ở đây này khả năng là bây giờ các bạn nhìn thấy nó không hề append vào body thế nên là cái default của nó mình đang đoán là nó append vào parent nên là nó mới vào thể tra như hiện tại giờ các bạn chuyển cái append to sang cái document body giúp mình được chưa nhá nhìn này đi vào cái uh, menu các này men menu chấm css này cũng được này đó sau các bạn sẽ thấy nó ở bên cạnh này đó thì bây giờ cứ là dạng menu này chúng ta sẽ append nó vào vào body nhá à, nhưng làm thế thì cũng không ổn lắm bởi vì chúng ta sẽ không phải lúc nào muốn như vậy thế thì mình truyền từ prop vào đi đấy được không truyền một cái prop vào nhá mình truyền một cái gọi là ở sau cùng này đi sau cùng này gọi là chấm 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 pass prop đấy thì cái pass prop này mình sẽ khi nào cần custom riêng ấy, thì mình sẽ thêm vào thôi đấy nó sẽ tự động pass hết xuống dưới này được chưa đấy nó sẽ tự động pass hết xuống cái thằng tp này thì các bạn lưu ý nhá nếu mà chúng ta pass ở dưới cùng này ấy đấy thì tất cả những cái gì sau này chúng ta truyền vào qua cái pass prop này ấy, nó có thể ghi đè những cái có trước bởi vì chúng ta để nó đằng sau thế nên, nên giả sử sau này mà mình truyền một cái là on hai vào on hai từ ngoài vào ấy nó sẽ ghi đèm thằng on hai này thế nên là cái việc các bạn đặt ở cuối hay đặt ở đầu nó cũng phải là có chủ đích hẳn hoi được chưa mình không muốn những cái logic mình đã viết ở đây nó bị đè từ bên ngoài đấy tất cả những cái này nên là mình sẽ đặt nó ở đầu đấy để cho kiểu gì mà các bạn có truyền trùng ở đây thì những cái thằng này nó vẫn sẽ được ưu tiên đó nên nó sẽ tắt ở đầu nhé các bạn lưu ý nó có chủ đích đấy rồi thì bây giờ ở cái menu khi mà chúng ta tìm một cái thanh xuất à xin lỗi các bạn nhé bị lộn này đây là cái menu mà thanh xuất là chúng ta làm một cái tip riêng mà nó liên quan gì đến cái menu ở đâu đúng không à, xin lỗi các bạn nhé đó rồi mình đóng tạm này đi đỡ, đỡ lộn đỡ, đỡ nhờ. Rồi bây giờ nó sẽ ở trong common search đúng không Common search ấy, thì gọi bạn search này Search ở trong dự án này mở ngoặc search này này Mình nhớ nó 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 mang mang như vậy Search này À thế thì nó sẽ nằm ở trong cái search này luôn đúng không Xem nào cái tp nó ở đâu nào Đây cái headless tp của chúng ta này Đó các bạn thấy chưa Thì đây chính là cái search nhá Thế thì bây giờ giải quyết riêng cái thằng này chúng ta táng thẳng vào luôn thôi, chả cần gì phải lo lắng cả bởi vì nó nằm ngay đây rồi. Thì các bạn là append à, đấy append to này. Nó bằng gì ạ? À? Return đúng không? Các bạn đọc cái đốc nhá, phải để ý nhá, phải hết sức để ý được những cái đó. Thế này. Đấy nó nhận một cái hàm nhá, trong cái hàm return ra cái gì đấy thì nó lúc đấy là nó mới là append to vào đấy thì ở đây mình sẽ là document body. Đó. Document này là biến GS global trình duyệt rồi này. Đó chấm body là trong vào cái element của thẻ body rồi mình lưu lại nhá. Rồi. Sang đây f năm lại cái sớt à? hoa này. Đó, không còn vô hình nữa. Được chưa? Và cái bây giờ các bạn có thể xem nhá, bấm vào element này. Đấy, tipy này nó append hẳn ra ngoài body này. Bạn thấy chưa? Bây giờ mình blur ra ngoài này. Đó nó mất ở body đi. Các bạn nhìn nhá. Cái F8 cookie này nó là do cái extension thôi nhá. Cái extension của F8 mình cài đây này. Đấy mình cài cái này thôi nhá. Cái này nó là cái để export uh, import cookie thôi chứ không phải là do mình code ở dự án này đâu mình nói không các bạn hiểu nhầm sao lại có cái này rồi bấm vào này đấy nó hiện ra đấy bây giờ nó append ra body này các bạn thấy chưa thế là nó không bị warning nữa thấy chưa đấy khi cuộn này khi cuộn này thì nó tự tính toán đấy các bạn thấy không tự tự tính toán để nó giữ được vị trí đấy đấy thì nó hơi giật này tí này Ôi, lại gây lỗi khác này <laughs> đưa ra body các bạn thấy không nó gây lỗi này đó thấy chưa à, à, à đưa ra body thì nó lại dính cái lỗi này thế thì trong tình huống này khoan đã bình tĩnh đọc xem có cách xử lý nó khác không hoa này nó bảo là nếu mà cho vào đây thì sẽ sai được cái warning nhưng nhưng có thể gây ra cái gì focus solution handle keyboard navigation à à đây 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 có một cái này nữa này nó bảo là mình vẫn đọc mình lại đọc bỏ qua mất cái dòng này nó bảo là sử dụng cái grab là thẻ deep hoặc là span bên ngoài cái phần element thì nó cũng sẽ resolve được cái uh, parent node contact này ok thế thì bây giờ mình thử như thế này nhá xem nào ok thế thì ý của nó là bảo là grab thằng này lại bằng một cái thẻ để cho nó không bị ăn theo cái parent, parent nữa tức là chúng ta tự tạo thẻ trai của nó Đấy. thì trong trường hợp này các bạn sẽ bôi đen phần này bấm vk an vk này đó rồi các bạn có ở đây một cái thẻ deep đi đúng không rồi các bạn lưu lại cái đó bây giờ có ở đây là gì là hoa này đó không còn vô nữa đấy và cuộn lên body này cũng không bị giật nữa đó ok với đọc bỏ qua mất cái dòng đấy trời ạ sau anh em nhưng các bạn nhìn vào đấy đấy là cái cách để mà giải quyết vấn đề tức là chúng ta đọc chúng ta thử nếu mà mình thử cách này phát là không được là bắt đầu mình phát hiện ra vấn đề khác lập tức là chúng ta bẻ lái để chúng ta tìm một cái cách giải quyết nó tốt hơn đúng không thì các bạn cứ quan sát cái cách mà chúng ta làm như vậy nhá thì bây giờ ấy nó gây ra một cái vấn đề như thế này Cái người khác mà đọc đoạn cốt này người ta sẽ không hiểu tại sao lại tán cái thẻ dip này vào đây các bạn nhớ đấy thế nên là các bạn khi nào mà cốt mà cốt ra những cái thứ mà có thể gây ra câu hỏi của ai tại sao cho cái người sau ấy các bạn nên nốt lại đấy các bạn nốt ngay cạnh cái này đấy các bạn nốt ở đây là gì đấy là gì ừ. thôi đây để mình bỏ cái này đi đấy bỏ đi để cho nó warning lại rồi mình cop cái warning của nó vào đây đấy cóp chính cái này luôn đó rồi bây giờ các bạn trả nó vào đây Để giải thích cho người sau Đấy nó vào đây Bây giờ các bạn có thể à, Đây Đó Thì các bạn để thế này thì người ta sẽ hiểu là đây này Câu này nó giải thích này Nó bảo là sử dụng deep Đấy Thì bây giờ nó bảo hoặc span đúng không Thì các bạn bỏ span đi Đó thì đây chính là cái câu giải thích cho cái lý do tại sao phải sử dụng cái này luôn đấy thì anh em khác đọc thì anh em đỡ bị kiểu bảo lại bảo là cái thằng kia ngày xưa tại sao đi cho cái thẻ đít thừa rồi anh em ấy không biết phát bỏ đi xong ngày bắt đầu lại tạo ra cái vấn đề ninh đấy mà anh em cũng không nhận ra chẳng hạn đúng không rồi hoa này rồi ok không wounding nữa nhá rồi xem còn vấn đề gì nữa nào uh, ok được rồi đấy <laughs> phần này mất thời gian ghê rồi đi review lại xem là có bỏ sót một cái gì không nào uh, đầu tiên là chúng ta đã thay được cái icon này đúng không thêm được cái icon này và file index này chúng ta vào chúng ta lưu lại sửa lại cái title format lại code nên là nó bị uh, lên xuống một chút không thành vấn đề global style chúng ta làm gì đây à, thêm được cái uh, xử lý cuộn cho thằng screw bar Đấy. header này header thì chúng ta đã thêm được cái phần CSS để nó fix lại này Uh, index này chúng ta làm gì đây? À thêm cái phần fix cái warning và chúng ta sẽ thể nốt luôn cho người sau đọc người ta khỏi bảo là cái thằng đép trước là làm cái gì đi thêm một đít thừa đúng không? Đấy, giải thích cho anh em sau khỏi hiểu nhầm uh, chúng ta. Rồi, bắt đầu là marketing top này thì cái biến này hơi dài, mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt tối ưu hơn trong bài tối ưu. Proper thì chúng ta đã thêm được cái flex column này vào để hỗ trợ cái việc là nó hiển thị được cái scroll ở trong cái body khi mà cái xlick này nó có nhiều nội dung đúng không? Uh, index này thì chúng ta đã thêm một cái thẻ tra vào đây, đấy cũng là để giải quyết cái vấn đề cuộn ở trong cái body của cái menu thôi. đó, menu này chúng ta thêm phần hỗ trợ cuộn trong menu. hôm này à, chúng ta thêm cái style này vào để test thôi, đấy, nên là phải bỏ đi đúng không? Đấy, không reveal code lại làm sao biết được đúng không? lưu lại rồi. ok thì bài này là một cái bài đi uh, sửa lỗi header và hoàn thiện header phần 2 mình sẽ commit nó lên view này mở lại cái terminal này đó tiến lên git put lại này đó, ok nhập cái pass enter đó đã put thành công ok các bạn kiểm tra trên github để xem là chúng ta đã làm được những gì nhá cảm ơn các bạn đã đón xem xin chào